Nữ diễn viên phản bác lời bênh vực của Hà Anh cho Thiên Ân, cho rằng siêu mẫu đang đủ chen. Nữ diễn viên này từng gây tranh cãi khi phát ngôn chỉ trích đích danh nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Theo dòng sự kiện, ngay sau khi Hà Anh có bài đăng lên tiếng bức xúc vì chủ tịch Miss Grand International, ông Nawaz Isarizizo về việc nhận xét ngoại hình của Hoa hậu, đoàn Thiên Ân không đáp ứng được tiêu chí hình thể. Một nữ diễn viên đã lên tiếng cho rằng Hà Anh đang đủ chen. Nội dung nữ diễn viên chia sẻ. Vô tình đọc được bài này, mình nghĩ bà Hà Anh này đú theo trend body shame thôi, và body shame này mình nghĩ không áp dụng trong trường hợp này được. Mình nghĩ đã chấp nhận tham gia sân chơi sắc đẹp là gì? Nghĩa là phải đẹp về mặt hình thể là ít nhất, sau đó mới đẹp trí tuệ và tâm hồn, và cái đẹp đó phải hợp nhãn người chấm điểm. Và cái gì khi đã đưa ra để chấm điểm nghĩa là nó cũng phải theo quy chuẩn riêng của họ hoặc quy chuẩn chung quốc tế. Ví dụ gu nhan sắc thời Phục Hưng là mập mạp có da có thịt, ngực to ABC thì thời nay là chân dài, có 3 vòng chuẩn 90, 60, 90, chỉ số nhân chất học chuẩn ABC. Nguyên văn nội dung Hà Anh bênh vực Thiên Ân trước những lời nói thiếu tôn trọng của Mr. Nawaz, Hà Anh chia sẻ. Dẫu biết một cuộc thi sắc đẹp là chấm sắc đẹp gương mặt, hình thể và trí tuệ 50% đến 20%. Nhưng với cương vị là chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp, ông công khai chỉ trích những nhược điểm cơ thể của thí sinh cũng là một phụ nữ như một món hàng hóa hoàn toàn không ổn. Khi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông, tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa. Không thể nào có việc ông nói ra những điều này với Ân và Phán Việt Nam. Được biết, nữ diễn viên phản bác lời bênh vực của Hà Anh có tên là T. Mờ từng đóng phim Thương Nhớ Ở Ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và một vai phụ mờ nhạt trong phim Con Nhà Giàu Siêu Châu Á. Cụ thường xuyên lên mạng phát ngôn gây sốc, đi ngược dư luận, công kích nhiều nghệ sĩ và cả các chính trị gia.